Và tiếp sau đây, ban tổ chức kính mời lãng hoa chúc mừng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Xin trân trọng các đồng chí lãnh đạo của hội lên trao. Và xin mời các thành viên ban tổ chức lên đón nhận lãng hoa tươi thắm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tiếp theo, lãng hoa của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì ban tổ chức trân trọng kính mời lãng hoa của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin một lần nữa mặt cho ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn quý cơ quan đơn vị đã về chung vui với niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Liệu, thôn Hòa Bình. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị cùng an tọa. Vâng, xin mời các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo. Vâng, đồng chí giám đốc. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí. Và tiếp theo là lãng hoa chúc mừng của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc. Trân trọng cảm ơn quý cơ quan. Vâng, xin lưu ý các bộ phận lễ tân, các bộ phận anh chị em, chúng ta đón tiếp toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý về dự khánh thành ngày hôm nay chúng ta, giúp ban tổ chức chúng tôi thật sự là chu đáo. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ban tổ chức tôi một lần nữa xin được chú ý tới các bộ phận anh chị em điều khiển các phương tiện bay không người lái. Khi mà đã chưa được đăng ký thì chúng ta vui lòng là chúng ta thực hiện. Vâng, hãy thu về, bởi vì nếu không thì cũng sẽ bộ phận chuyên môn sẽ thu máy bay đấy ạ. Dư ý luôn tôi ạ. Đặc biệt là bộ phận anh chị em làm bên sự kiện, các công ty sự kiện, đơn vị sự kiện, chúng ta lưu ý giúp. Còn các cơ quan anh em bên tấn báo chí của trung ương, của tỉnh, khi mà đã có những thông tin tới ban tổ chức thì ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn. Và các thiết bị bay của cơ quan thông tấn báo chí trung ương, tỉnh chắc chắn vẫn được tác nghiệp.
Và tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời lãng hoa chúc mừng của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Xin mời đại diện quý cơ quan liên xô để trao tặng lãng hoa. Xin mời thành viên ban tổ chức đón nhận. Đó, vâng, một nữa xin trân trọng cảm ơn quý cơ quan đơn vị. Vâng, trong thời gian chờ đợi để diễn ra chương trình khánh hôm nay thì quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đại diện cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chúng ta tới đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng ngồi vị trí bàn trà nước và có thể đi tham quan để giới thiệu sản phẩm ẩm thực nông nghiệp điện thật tốt đã và đang được trưng bày tại không gian văn hóa nơi đây. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Và tiếp ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lãng hoa chúc mừng của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ huyện Lập Thạch. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và cũng ngay đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí ban thường vụ huyện ủy, đại diện của địa phương và trưởng thôn, chúng ta cùng ra để thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm tại không gian văn hóa của nhà văn hóa hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể các đồng chí. Vâng, kính thưa toàn nhân dịp khánh thành khu thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, bắt đức xin trân trọng kính mời các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thường trực huyện ủy, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện, thường trực đảng ủy xã Hải Liệu, đại diện Hòa Bình cùng tham gia trồng cây lưu niệm tại khu thiết chế văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời quý vị. Vâng, chúng tôi xin phép được thông tin lại. Nhân dịp khánh thành khu thiết chế làng tổ mẫu xã Hải, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí thường trực tỉnh ủy,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Huyện ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện, Thường trực Đảng ủy xã Hải Liệu, đại diện thôn Hòa Bình cùng tham gia trồng cây lưu niệm tại khu thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình. Xin chân kính mời toàn thể quý vị. Vâng, và cũng giờ phút này thì ban tổ chức tôi vẫn đang nồng nhiệt chào đón những lãng hoa tươi thắm chúc mừng của các quý cơ quan đơn vị. Và đây là lãng hoa chúc mừng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn quý cơ quan đơn vị. Và lãng hoa tiếp theo là của Đảng ủy các xã thị trấn thuộc huyện Sông Lô. Xin mời. Vâng, có thể nói rằng ngày hôm nay thì cái niềm vui được nhân lên rất nhiều bởi sự góp mặt của đông đủ các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Đây là lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo xin mời lãng hoa chúc mừng của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Lạc. Xin trân trọng. Vâng, xin mời các đồng chí lãnh đạo của huyện Yên Lạc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý cơ quan đơn vị. Và tiếp theo là lãnh đạo của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương. Xin kính mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý, nhân dịp khánh thành khu thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thường trực huyện ủy, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện, thường trực đảng ủy xã Hải Liệu, đại diện thôn Hòa Bình cùng tham gia trồng cây lưu niệm tại khu thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình. Xin trân trọng mời. Và bây giờ tất cả các quý vị đại biểu, bà con nhân dân, chúng ta cùng hướng về khu vực mà các đồng chí đại biểu lãnh đạo thực hiện nghi thức cây lưu niệm tại khu thiết chế văn hóa này của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Giờ lúc này thì ban tổ chức xin mời lãng hoa chúc mừng của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Và như chúng ta thấy, mỗi một việc làm đẹp ngày hôm nay đều nhân thêm những cái nét văn hóa tốt đẹp nơi miền quê, và chắn những hình ảnh đó sẽ còn lan tỏa mãi. Giờ này chúng ta đang chứng kiến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ủy ban nhân dân và các
đại diện của chính quyền địa phương đang thực hiện nghi lễ là thực hiện trồng cây lưu niệm rất ý nghĩa tại không gian văn hóa nhà văn hóa thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc của chúng ta trong một chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật giòn giã nữa để một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hình ảnh rất ý nghĩa này, sự có mặt của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin trân trọng ơn ạ. Tiếp theo, thắng hòa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng kính mời. Vâng, chúng ta đang chứng kiến hình ảnh mà các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, khách quý thực hiện trồng cây điệp tại không gian của nhà văn thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, huyện Sông Lô. Dạ vâng, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời và kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh xin trân trọng kính mời quý vị cùng an tọa tại các vị trí bàn trà nước để ít phút nữa ban tổ chức trân trọng đón mời toàn thể các quý vị trở vào bên trong nhà văn hóa để chương trình khánh thành được diễn ra theo đúng thời gian. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Lưu ý tới bộ phận anh chị em lễ tân, các bộ phận anh chị em lễ tân hãy giúp ban tổ chức chúng tôi tiếp đón sự hiện diện toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý hết sức là trân trọng. Xin trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây là lãng hoa tươi thắm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bình Xuyên. Xin chúc mừng chương trình khánh thành ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý cơ quan đơn vị. Vâng, xin mời các đồng chí đại diện của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bình Xuyên. Ban tổ chức chúng tôi vẫn đang chào đón sự hiện diện toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân về dự khánh thành chương trình văn hóa của thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, huyện Sông Lô.
Và ngay sau đây ban tổ chức xin mời lãng hoa chúc mừng của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Xin trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo của đơn vị lên sân khấu tặng hoa chúc mừng. Xin mời ban tổ chức lên đón nhận. Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu. Như vậy là theo thời gian của ban tổ chức, chúng ta chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra chương trình khánh thành khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu. Và giờ phút này đây thì ban tổ chức chúng tôi vẫn đang đồng nhiệt được chào đón và trân trọng cảm ơn sự hiện diện toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý cơ quan đơn vị đã về chung vui với niềm vui hôm nay của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Liệu và thôn Hòa Bình. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Ban tổ chức trân trọng kính mời lãng hoa chúc mừng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. Và tiếp theo lãng hoa chúc mừng của Đài Phát thanh Truyền hình, xin mời lãng hoa chúc mừng của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, bây giờ là thời gian để chúng ta đến với chương trình khánh thành khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Và sau đây cho phép tôi được chuyển lời ban tổ chức, trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân chúng ta cùng di chuyển trong nhà văn hóa để chúng ta đến với chương trình chính của chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý ạ. Vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức trân trọng đón mời toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý chúng ta di chuyển vào bên trong nhà văn hóa để chúng ta đến với chương trình khánh thành khu thiết chế văn hóa thể thao văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu cùng bà con nhân dân. Xin trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng bà con nhân dân chúng ta cùng trở vào bên trong nhà văn hóa để chương trình khánh thành khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu được chuẩn bị bắt đầu. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Ban tổ chức xin nồng nhiệt chào đón diện diện toàn thể các quý vị đại biểu, quý khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân về dự khánh thành thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo an toàn. Dạ vâng, các vị trí ngồi trong nhà văn hóa thì ban tổ chức trân trọng được đón mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý. Tiếp sau đó là toàn thể bà con nhân dân. Xin cảm ơn ạ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị. Và chương trình của chúng ta xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, lời đầu tiên cho phép chúng tôi được chuyển lời của ban tổ chức xin nồng nhiệt chào đón diện diện toàn thể các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân về dự khánh thành thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe và chúc chương trình chúng ta thành công tốt đẹp.
thưa toàn thể các đại biểu, kính thưa quý vị khách quý và thưa toàn thể nhân dân, về để chào mừng niềm vui hân hoan cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Liệu, thôn Hòa Bình trong chương trình khánh thành ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu chúng ta cùng thưởng thức một chương trình nghệ thuật gồm các nhạc phẩm sau đây: Hát múa chống quân Đức Bác, Hò bên Sông Lô, Xin Hoa, Đỗ Hoa. Phần biểu diễn của tốp múa chống quân xã Đức Bác, Trở Về Sông Lô, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy, qua tiếng hát của đôi song ca Duy Thế, Mai Hoa. Múa Nông Thôn Ngày Mới, âm nhạc Hương Sơn, nhóm múa xã Hải Liệu. Chương trình có phần tham gia của đội văn nghệ quần chúng xã Hải Liệu, huyện Sông Lô đã đem đến chúng ta những tiết mục hay đặc sắc ngay sau đây. Xin trân trọng kính mời quý vị, toàn thể nhân dân cùng thưởng thức. Cho nàng mười thương cho
Trời dưới xuống, như là trâu làm
sông Lô, vùng đất Trung Du đồi núi trầm trồ. Bên dòng Lô Giang vắng nghe ai hát câu hát trầm buồn. Bình Sơn thân hương ta đó nhân kiệt địa linh, về sông Lô nơi đất lành chim đỗ, bên tháp cổ Bình Sơn thanh tân đường phố mới, về sông Lô lượn qua những ngọn đồi trong cả hoa hôn. Về sông Lô ta về nơi đất mẹ, cho ta niềm hy vọng, cho ta một niềm tin. Sông Lô chẳng sớm mai một tương lai. Trở về sông Lô, vùng đất Trung Du đồi đồi trầm trồ. Bên dòng Lô Giang vọng nghe ai hát câu hát trong buồn. Bình Sơn thân yêu, nơi bên phà then kia gành quan người nông dân đúng xứng góp công đồng lòng xây lên khu dân cư kiểu mẫu, xây lên những khu vườn đẹp niềm đường trường tràm rộn rã khang trang, hoa vang đồng xanh lúa tôm, miền quê đang
sông trai gái vui hẹn hò. Nào bạn ơi, ta chung sức đồng lòng, xóa bỏ thói quen làm theo nếp cũ, làng quê chủ cũ sức sống đầy niềm tin. Cùng dân xây, từ nông thôn ngày mới, đời đường phơi phới hoa trái mùa đậm bông, dòng sông lưỡi cầu đi tới, dạng người nông thôn mới dần xây. Rộn rã khang trang, hoa vàng đồng xanh lúa tôm, miền quê đang sông trai gái vui hẹn hò. Nào bạn ơi, ta chung sức đồng lòng, xóa bỏ thói quen làm theo nếp cũ, làng quê chủ cũ sức sống đầy niềm tin. Cùng dân xây, từ nông thôn ngày mới, đời đường phơi phới hoa trái mùa đậm bông, dòng sông lưỡi cầu đi tới. Vâng ạ, thật tuyệt vời. Nông thôn đổi mới cũng chính là ca khúc khép lại chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay. Và tất cả quý vị đã dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Đó chính là niềm vui phơi phới của bà con nơi đây, đất và người, sông Lô, Hải Liệu của chúng ta. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay, xin trân trọng cảm ơn thành viên đội văn nghệ rất nhiều ạ. Xin cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh, hôm nay Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện Sông Lô long trọng tổ chức khánh thành thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Liệu, thôn Hòa Bình rất vui mừng phấn khởi
được đón các đồng chí thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các phòng ban đoàn thể các xã thị trấn của huyện Sông Lô về dự khánh thành thiết chế văn hóa thể thao thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu hôm nay. Kính thưa quý vị, giờ phút này cho phép chúng tôi được thay mặt ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự chương trình khánh thành ngày hôm nay, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, ban chỉ đạo, tổ giúp việc, ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các đồng chí thường trực huyện ủy, các huyện, thành phố trong tỉnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí đại biểu là tướng lĩnh con em của quê hương Sông Lô do bận công tác đã gửi lãng hoa tươi thắm tới chúc mừng. Xin được cảm ơn đồng chí thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Xin cảm ơn đồng chí thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Cục trưởng Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trân trọng cảm ơn đồng chí thiếu tướng Khổng Văn Minh, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu huyện Sông Lô. Xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Đăng Tâm, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện. Xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện. Tới dự chương trình khánh thành hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí nguyên thường trực huyện ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc của huyện, thủ trưởng các cơ quan ban ngành mặt trận tổ quốc, các đoàn thể của huyện, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân của 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Đại biểu của xã Hải Liệu, chúng tôi xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Dũng, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu xã Hải Liệu. Xin giới thiệu đồng chí Đào Tiến Trung, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu của xã. Tới chương trình còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn dân cư, hiệu trưởng các trường học, trạm trưởng trạm y tế và đông đảo nhân dân thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, chúng tôi xin trân trọng đồng giới thiệu. Kính thưa quý vị, về dự và đưa tin chương trình khánh thành hôm nay còn có đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thay mặt ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện lên báo cáo quá trình xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu và kết quả thực hiện tiêu chí chính sách hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh. Kính thưa đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo
xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, Sông Lô là huyện giàu truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng. Người dân nơi đây luôn đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động, anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các phong trào lao động, sản xuất, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Sông Lô luôn chủ động, tranh thủ thời cơ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự chung tay góp sức của nhân dân và các doanh nghiệp. Trong những năm qua, huyện Sông Lô đã đạt được những thành tựu quan trọng, được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu chính là giữ gìn và phát huy những giá trị to lớn đó. Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện Sông Lô báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện nói chung, thôn Hồ Bình, xã Hải Lựu nói riêng cụ thể như sau. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách thiết thực đi vào cuộc sống với mục tiêu mọi người dân Vĩnh Phúc đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Một trong những chủ trương mới đột phá quan trọng chính là xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau khi có chủ trương của tỉnh, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã nhận thức, xác định đây là mục tiêu vừa là yêu cầu của sự phát triển, là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu cùng với bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa của địa phương gắn với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với nhận thức chính trị và quyết tâm về đích sớm nhiệm vụ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, huyện Sông Lô đã nhanh chóng thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, đồng thời tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện. Trên cơ sở bộ tiêu chí về làng văn hóa kiểu mẫu, huyện Sông Lô đã lựa chọn và đăng ký 3 làng văn hóa để xây dựng, trong đó có thôn Hồ Bình, xã Hải Lựu. Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện đề án theo đúng trình tự quy định, ban chỉ đạo huyện giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu các xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công các hạng mục công trình làng văn hóa kiểu mẫu. Với nhận thức đúng đắn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện đã tập trung chỉ đạo đơn vị thi công huy động phương tiện, thiết bị, máy móc, nhân lực, vật lực tổ chức triển khai đồng loạt với các hạng mục công trình, tranh thủ tối đa thời gian thực hiện tăng ca, chủ động khắc phục diễn biến bất lợi của thời tiết để tập trung thi công sớm hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch đã đề ra. Về kết quả đạt được, một là kết quả xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện, Sông Lô được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban tỉnh giao thực hiện 3 mô hình làng văn hóa kiểu mẫu tại thôn Hồ Bình, xã Hải Lựu, thôn Quế Trung, xã Đức Bác, thôn Đồng Rong, xã Quang Yên. Đến thời điểm hiện tại, khu thiết chế làng văn hóa Hòa Bình, xã Hải Lựu đã hoàn thành 100% khối lượng. Huyện Sông Lô cũng đang tích cực chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ với 2 làng văn hóa kiểu mẫu còn lại. Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Quế Trung, xã Đức Bác đã hoàn thành 98%. Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Đồng Rong, xã Quang Yên đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Hai là về kết quả xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hồ Bình, xã Hải Lựu. Thôn Hồ Bình, xã Hải Lựu là một trong 3 thôn điểm được huyện chọn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Với vị trí ở trung tâm xã Hải Lựu, thôn Hồ Bình có diện tích tự nhiên là 37,6 ha, có 6 dòng họ chính, 207 hộ gia đình và có 923 nhân khẩu. Thôn có một chi bộ đảng với 50 đảng viên và 5 tổ chức đoàn thể quần chúng. Quá trình hình thành và phát triển của thôn gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết thống nhất cùng nhau xây dựng quê hương ngày một phát triển. Được lựa chọn xây dựng điểm làng văn hóa kiểu mẫu là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Lựu nói chung và thôn Hòa Bình nói riêng. Kể từ khi thực hiện đề án, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hải Lựu đã thành lập ban chỉ đạo, triển khai các văn bản, tổ chức nhiều hội nghị, họp bàn, tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã, của thôn, kẻ vẽ khẩu hiệu con rô nắp vích trên các tuyến đường, khu vực công cộng. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã hiểu được mục đích, ý nghĩa quyền lợi và trách nhiệm của xã, thôn, của từng hộ gia đình trong việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Nhân dân đồng tình, phấn khởi, nhiệt tình ủng hộ, sức đồng lòng xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, đã tuyên truyền vận động được 22 hộ hiến đất nông nghiệp để mở rộng diện tích,
đáp ứng với quy hoạch thiết kế làng văn hóa kiểu mẫu với tổng diện tích là 4.832 m², tổng diện tích bàn giao thi công 6.278 m². Hình thức thu hồi giải phóng mặt bằng là nhân dân hiến đất, nhượng đất có hỗ trợ bằng kinh phí đóng góp của nhân dân trong thôn. Thôn đã họp thống nhất huy động toàn thể các hộ dân đóng góp 3 triệu đồng trên hộ và vận động gia đình đảng viên trong thôn đóng góp 1 triệu đồng, vận động sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân và những người con của thôn Hòa Bình đang sinh sống học tập và công tác xa quê hương ủng hộ lấy kinh phí hỗ trợ cho các hộ hiến đất bằng 200.000 đồng trên mét vuông. Tổng số tiền đóng góp và ủng hộ được đến nay là 810 triệu đồng. Cùng với sự chung tay góp sức của nhân dân địa phương, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện chỉ đạo sát sao việc thực hiện đề án theo đúng trình tự quy định, giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu xã Hải Lựu phối hợp chặt chẽ với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Minh Đức, đơn vị thi công các hạng mục công trình làng văn hóa kiểu mẫu để tập trung sớm hoàn thành tất cả khối lượng các hạng mục công trình được giao theo kế hoạch. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, sau hơn 6 tháng triển khai, khu thiết chế văn hóa thể thao thôn Hòa Bình với tổng diện tích trên 6.000 m² đã hoàn thành với các khu chức năng đồng bộ về quy mô, tiêu chuẩn, kỹ thuật so với yêu cầu đã đặt ra. Khu thiết chế văn hóa thôn Hòa Bình xã Hải Lựu từ chỗ nhiều diện tích nhỏ, hẹp, một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp, khu tường rào ngăn cách với cảnh quan xung quanh làm giảm sự thân thiện của khu thiết chế thì đến nay đã được mở rộng. Nhà văn hóa được xây mới với thiết kế phù hợp, diện tích đảm bảo cho trên 200 chỗ ngồi. Các hạng mục được bổ sung đã tạo lên một quần thể hài hòa, hữu dụng mà trên địa bàn huyện chưa có thôn nào, xã nào từ trước đến nay có được. Với hệ thống cây trồng thảm cỏ sẽ hòa vào cảnh quan thiên nhiên, làng quê xung quanh, nhà văn hóa đã được hoàn thiện thiết bị nội thất, âm thanh ánh sáng đồng bộ, hệ thống dụng cụ thể thao ngoài trời được lắp đặt, một sân bóng đá nhân tạo, sân bóng chuyền, sân cầu lông được làm mới đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân và tổ chức các sự kiện lớn của địa phương. Đồng thời với xây dựng các thiết chế văn hóa, các chính sách hỗ trợ cũng được triển khai cụ thể đến từng người dân, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ thương mại, tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương, nâng cao thu nhập cho nhân dân, bảo vệ, phát huy các giá trị kiến trúc, bảo tồn các lễ hội truyền thống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Trong tổng số 16 chính sách đặc thù, làng văn hóa thôn Hòa Bình đã rà soát, đăng ký và triển khai thực hiện 9 trên 16 chính sách. Cùng với việc thực hiện các chính sách đặc thù, thực hiện 14 tiêu chí làng văn hóa kiểu mẫu, tính đến thời điểm hiện tại, thôn Hòa Bình đã hoàn thành 45 trên 58 nội dung của 14 tiêu chí. Trong thời gian tới, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Hải Lựu đẩy nhanh việc thực hiện rà soát xây dựng hoàn thiện các tiêu chí chỉ tiêu đã đề ra. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, với quyết tâm thực hiện chủ trương lãnh đạo của tỉnh ủy, của đồng chí bí thư tỉnh ủy, mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã thay mặt cho ban chỉ đạo văn hóa kiểu mẫu huyện báo cáo quá trình xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao là văn hóa kiểu mẫu và các tiêu chí chính sách hỗ trợ của trong nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh và các vị với quan điểm người dân là trung tâm của mọi cơ chế chính sách và được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển. V24
Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Mô hình xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện luôn nhất quán việc lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu, động lực. Người dân là chủ thể, là trung tâm và đối tượng được hưởng lợi từ thành quả xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Xã Hải Lựu và thôn Hòa Bình, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với lễ hội Chọi Châu nổi tiếng cả vùng, thu hút hàng vạn du khách hàng năm, nơi có làng nghề đam mỹ nghệ truyền thống, địa bàn có hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, người dân địa phương cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, kiên cường dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nơi tình làng nghĩa xóm gắn kết được lựa chọn một trong ba thôn làng của huyện Sông Lô xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Ngay sau khi nghị quyết về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu của Ban Thường vụ tỉnh ủy được ban hành, để nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền huyện Sông Lô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động, huy động mọi nguồn lực để triển khai nghị quyết. Chúng tôi đã rà soát, kiện toàn lại ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo gồm toàn bộ các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ. Mỗi đồng chí có chức năng, có cái nhiệm vụ để thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện. Và chúng tôi thường xuyên kiểm tra đôn đốc ở cơ sở. Định kỳ chiều thứ ba, chiều thứ sáu hàng tuần, ban chỉ đạo làm việc với xã, với thôn trong việc xây dựng thiết chế và đặc biệt hơn nữa là cụ thể hóa các cái chính sách. Quán triệt nghị quyết 19 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các nghị quyết hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Hải Lựu đã vào cuộc quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, tổ chức thực hiện 14 tiêu chí và 16 chính sách đặc thù hỗ trợ đối với làng văn hóa kiểu mẫu. Chi bộ thôn Hòa Bình họp bàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo triển khai thực hiện đề án làng văn hóa kiểu mẫu, huy động cả hệ thống chính trị của thôn vào cuộc để triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò chủ thể của nhân dân, cùng chung sức đồng lòng, kiến tạo miền quê đáng sống, làng văn hóa kiểu mẫu. Thành lập ban chỉ đạo ra nghị quyết chuyên đề về thực hiện cái xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu và đồng thời chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền đối với các cái ngành đoàn thể tuyên truyền đến nhân dân để mà thực hiện cái nhiệm vụ này. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Khi lòng dân đã thuận, mọi khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn lực xã hội hóa để xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu Hòa Bình đều được giải quyết. Trong tổng số 6.300 m2 diện tích khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu Hòa Bình, 22 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến trên 4.800 m2 đất để triển khai dự án. Có hộ gia đình hiến gần 1.000 m2 đất. Vì lợi ích cộng đồng, vì mục tiêu chung sức xây dựng miền quê đáng sống cho mình, 100% hộ dân trong thôn đã đồng thuận tự nguyện đóng góp 3 triệu đồng một hộ để hỗ trợ cho các hộ dân có đất phải thu hồi xây dựng thiết chế văn hóa. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ thôn Hòa Bình đã đóng góp ủng hộ 1 triệu đồng một đảng viên để chung sức xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Chúng tôi rất là phấn khởi và rất nhiều người dân có cái diện tích trong khu vực giải phóng mặt bằng là đồng thuận rất là cao mấy chủ trương này. Đặc biệt là sau khi đến thành quả hôm nay là thấy rất là khang trang. Mọi người, không những dân trong thôn Hòa Bình chúng tôi, mà dân trong toàn xã là rất vui mừng phấn khởi. Rất là cảm ơn cái sự quan tâm của trên đấy, cho nhân dân được hưởng thụ cái thành quả này. Xã Hải Lựu và thôn Hòa Bình tập trung mọi điều kiện hỗ trợ đơn vị thi công, phát huy vai trò giám sát của ban giám sát cộng đồng để khu thiết chế văn hóa thể thao hoàn thành đúng tiến độ. Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu được phát huy trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân thôn Hòa Bình đóng góp hơn 2.500 ngày công lao động, tham gia vệ sinh, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh khu thiết chế văn hóa thể thao. Những người con quê hương thôn Hòa Bình tự nguyện đóng góp ủng hộ trên 800 triệu đồng
để đầu tư thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu. Thôn Hòa Bình cũng đã trang bị được trên 1.000 đầu sách cho thư viện, vận động xây dựng quỹ khuyến học trên 50 triệu đồng. Có nhà văn hóa này là điều kiện để cho phát triển nhiều hơn nữa tinh thần cũng như là nghị lực của toàn dân. Chúng tôi là những người dân thì cảm thấy đây là một sự tuyệt vời của sự thành công của đảng lãnh đạo và của nhân dân đồng lòng. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng làng văn hóa kiểu mẫu, thôn Hòa Bình đã tập trung cụ thể hóa nghị quyết 06 và 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, rà soát các mô hình kinh tế hộ gia đình, đưa các chính sách hỗ trợ của tỉnh đến với nhân dân. Đến nay, thôn Hòa Bình đã hoàn thành 45 trên 58 tiêu chí thành phần trong 14 tiêu chí nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 3,5 tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ đã được giải ngân cho 25 hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Nguồn vốn hỗ trợ đã tạo điều kiện cho gia đình bà Nguyễn Thị Phong mở rộng mô hình siêu thị mini, đa dạng các mặt hàng phục vụ nhân dân địa phương để tăng thu nhập cho gia đình. Gia đình tôi đã được vay 200 triệu để đầu tư thêm vào cửa hàng. Nó thêm nguồn vốn thì tôi đầu tư được thêm được mặt hàng thì gia đình đã có tăng được thêm thu nhập, cải thiện được thêm đời sống của gia đình. Vừa thỏa mãn đam mê chơi cây cảnh, lại là phó chủ nhiệm hội sinh vật cảnh xã Hải Lựu, nguồn vốn hỗ trợ giúp gia đình anh Hà Văn Thịnh đầu tư phát triển mô hình vườn sản xuất, nâng cao thu nhập bền vững. Trước kia thì cũng gia đình cũng đã sản xuất là từ năm 2005 đến giờ, cũng được nhà nước quan tâm đến, cũng đầu tư chúng tôi một nguồn vốn để chúng tôi tiếp tục đầu tư tiếp để làm đẹp cho quê hương, cho thôn xóm. Giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bản sắc vùng quê bình yên, đáng sống được gia đình bà Lê Thị Lý, hội viên hội phụ nữ, hội viên hội người cao tuổi triển khai qua mô hình nhà sạch, vườn xanh. Làm sao là tôi cố gắng để mà giữ gìn được vệ sinh cho nó sạch đẹp và cũng tuyên truyền cho bà con trong thôn giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, xứng danh là làng văn hóa kiểu mẫu. Với cố gắng, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền huyện Sông Lô và xã Hải Lựu, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hòa Bình, sau 6 tháng triển khai, thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu Hòa Bình đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo nhân dân là tiếp tục phát huy, sử dụng cái nâng cao nhất cái giá trị của cái thiết chế sau khi đưa vào vận hành. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận dụng nghị quyết 08 và nghị quyết 06 của Hội đồng nhân dân tỉnh, chỉ đạo các hộ gia đình đã đăng ký thực hiện các cái mô hình để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2023, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa Sông Lô đón nhận nhiều niềm vui. Khu công nghiệp Sông Lô 2 với tổng diện tích hơn 160 hectare đã được khởi công, là nơi con em toàn huyện tham gia sản xuất công nghiệp, nâng cao thu nhập ổn định, bền vững. Cầu Vĩnh Phú nối đôi bờ Sông Lô đã được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của nhân dân đôi bờ, tạo điều kiện thuận lợi để huyện Sông Lô và các địa phương, trong đó có xã Hải Lựu, phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, làng nghề để phát triển kinh tế. Miền quê Hải Lựu, nơi có lễ hội Chọi Châu, vườn cò Hải Lựu, làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống, và đặc biệt khi thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu Hòa Bình hoàn thành, sẽ là một quần thể văn hóa, du lịch, điểm đến hấp dẫn du khách, hứa hẹn sẽ trở thành miền quê đáng sống. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, hình ảnh trong phóng sự vừa rồi đã cho ta thấy tất cả cái quá trình đồng sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Lựu và thôn Hòa Bình quyết tâm thực hiện bằng được những chủ trương chính sách, những sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh để chúng ta hiện hữu có được sự cái niềm vui phơi phới đến với bà con nhân dân ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Lựu và thôn Hòa Bình. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, chúng ta có thể khẳng định với nhau một điều rằng trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện Sông Lô của chúng ta thì chúng ta luôn được đón nhận sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao và động viên kịp thời
để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô có được những kết quả thành công bước đầu như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trước khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh lên tặng hoa, tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Liệu, thôn Hòa Bình, thì sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo huyện lên sân khấu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện. Xin kính mời đồng chí Lê Đăng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện. Xin được kính mời đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện. Xin được kính mời đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hải Liệu. Xin kính mời đồng chí Đỗ Duy Mộc, Bí thư chi bộ thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu. Xin mời đồng chí Hà Thị Lương, trưởng thôn Hòa Bình đồng lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Và mời các đồng chí khẩn trương giúp ạ. Và kính thưa quý vị, sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lên chào. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của tỉnh lên chào, lên tặng hoa, vâng, trao tiền thưởng và quà dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Liệu và thôn Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay để trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt hơn nữa để trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Những niềm vui, những niềm tin và những kỳ vọng một miền quê đổi mới trên đất, vùng đất và người Sông Lô sẽ ngày càng lan tỏa. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân. Tiếp theo chương trình sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Vì lý do thời gian, trên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ ra ngoài cùng với một số đồng chí và đi thăm một số cái sản phẩm và chúng ta vẫn tiếp tục chương trình ở đây. Kính thưa các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội,
lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Sông Lô, lãnh đạo xã Hải Lưu. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Lời đầu tiên, thay mặt cho Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân. Chúc buổi lễ khánh thành thiết chế văn hóa làng văn hóa kiểu mẫu, thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Quyết liệt đổi mới, sáng tạo, thực hiện khát vọng phát triển vì mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân là quan điểm nhất quán, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chúng ta trong suốt những năm qua. Thực hiện chủ trương đó, toàn đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta đã không ngừng cố gắng phấn đấu đi lên, đưa Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo, lạc hậu, kém phát triển, trở thành một tỉnh tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, là một trong những tỉnh đứng trong top đầu cả nước như ngày hôm nay. Tăng trưởng khá, thu ngân sách ổn định, nhưng đời sống vật chất tinh thần của người dân đã thật sự cao chưa? Môi trường sống của người dân trên khắp mọi vùng của tỉnh đã thật sự tốt chưa? Người dân ở các vùng nông thôn của chúng ta đã thật sự có cuộc sống thái bình chưa? Đó là câu hỏi đau đáu luôn thường trực trên bàn nghị sự của tất cả các cấp ủy, chính quyền, các cấp của chúng ta hiện nay. Chính vì vậy, không chỉ tập trung cho phát triển kinh tế, quan điểm chỉ đạo mỗi người dân Vĩnh Phúc phải được hưởng thành quả của sự phát triển là một điểm mới, điểm sáng, là mục tiêu, là nguyên tắc nhất quán trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 hiện nay. Thực hiện nhất quán mục tiêu đó, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới trở thành một trong ba đột phá trong nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng Bộ lần thứ 17. Trong đó, hàng loạt các chương trình, dự án hướng về nông thôn, hướng về người dân, tập trung cho an sinh xã hội, đầu tư cho người dân như sáng, xanh, sạch, đẹp, đường làng ngõ xóm, cải tạo hệ thống thoát nước, vệ sinh, chương trình nước sạch nông thôn, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư và phát triển rộng khắp. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu là khu thiết chế thứ 10 của tỉnh được khánh thành, là thiết chế nằm ở vùng Tây Bắc của huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, là vùng đất nổi tiếng của vùng lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất của Việt Nam. Lễ hội chọi trâu Hải Lựu có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, có làng nghề truyền thống về chế tác đá thủ công mỹ nghệ, đá xây dựng. Công trình thiết chế làng văn hóa Hòa Bình được khánh thành là một trong số các công trình thực hiện nghị quyết đại hội, nghị quyết của Ban chấp hành hướng về người dân, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây cũng chính là nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phổ biến trao đổi về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, của pháp luật của nhà nước, xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng thôn, làng, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân trong làng. Thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thay mặt cho đoàn công tác của tỉnh, tôi xin chúc mừng nhân dân thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu. Chúng ta đã có một cơ ngơi, một không gian văn hóa thật sự vừa hiện đại, vừa gần gũi, vừa ấm áp, một môi trường sống với đầy đủ các công năng phục vụ cho mọi lứa tuổi trong thôn, trong xã chúng ta. Xin chúc mừng xã Hải Lựu, chúc mừng huyện Sông Lô. Các đồng chí đã cố gắng, dành công, dành sức, dành tiền bạc cùng với nhân dân hoàn thành một phần của nghị quyết đại hội, chủ trương của Ban Thường vụ và cũng chính là sứ mạng, là nhiệm vụ của các đồng chí, đó là nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Việc xây dựng khu thiết chế văn hóa làng văn hóa kiểu mẫu là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng thật sự nó chỉ là điểm khởi đầu. Để người dân của chúng ta thật sự được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thái bình và môi trường sống ngày càng được nâng cao, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là các sở ngành cần quan tâm tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thành công tất cả các tiêu chí đề cập trong đề án. Đặc biệt
là các tiêu chí như hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất, dịch vụ, thương mại, du lịch, các sản phẩm đặc trưng của địa phương tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân. Nâng cao năng lực của bộ máy trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là việc định hướng, hướng dẫn cho người dân phát triển kinh tế, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Đối với bà con nhân dân, với người dân chúng ta phải xác định rõ không gian sống, môi trường sống là của chúng ta. Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần, còn lại trách nhiệm đối ứng, trách nhiệm vun đắp, trách nhiệm gìn giữ cảnh quan môi trường, gìn giữ vệ sinh, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc dựa trên mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, cộng đồng dân cư, sáng, xanh, sạch, đẹp là của người dân, của chi bộ, của tổ chức đoàn thể của thôn, của cộng đồng dân cư trong thôn của chúng ta. Chúng tôi mong muốn người dân phải chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế cho mình, gìn giữ những gì mà chúng ta đang có, bồi đắp những giá trị văn hóa của làng, của tổ dân phố, gìn giữ bản sắc, bảo tồn, phát huy và làm sống dậy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dòng họ, của làng xóm, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước của làng để xây dựng làng văn hóa thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu thật sự trở thành làng văn hóa kiểu mẫu. Cuối cùng, một lần nữa thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc nhân dân thôn Hải Lựu chúng ta đã có một công trình văn hóa, một không gian văn hóa, một môi trường sống như mong muốn của nhiều thế hệ này. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí đã cho chúng ta thấy rằng cái chủ trương nhất quán hướng tới cái mục tiêu đó là xây dựng xã hội chúng ta phát triển về kinh tế văn hóa xã hội, và đồng chí cũng đã chúc mừng Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Lựu, thôn Hòa Bình, và cũng mong muốn bà con nhân dân nơi đây chúng ta tiếp tục đoàn kết để phát huy tốt cái giá trị văn hóa truyền thống của quê hương để xây dựng miền quê thật sự đáng sống và lan tỏa. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ ban tổ chức thì chúng tôi xin được trân trọng thông báo rằng đồng chí Nguyễn Kim Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng quỹ bảo vệ môi trường của thôn là 30 triệu đồng, và đồng chí Trần Dũng Long, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng quỹ khuyến học thôn là 10 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tặng quỹ khuyến học cho thôn là 10 triệu đồng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và tính đến thời điểm này thì quỹ khuyến học của thôn Hòa Bình đã lên tới con số là 186 triệu đồng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay xin trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể và các cá nhân. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình ngay sau đây thì ban tổ chức xin kính mời đồng chí Hà Thị Lương, trưởng thôn Hòa Bình lên đón nhận quà tặng từ đồng chí Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Công Thương, thành viên ban chỉ đạo phụ trách xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh, là cơ quan theo dõi trực tiếp quá trình xây dựng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, lên trao tặng hệ thống điện mặt trời áp mái cho thôn Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và xin mời các đồng chí, đồng chí Hà Thị Lương lên sân khấu. Xin mời. Đồng chí Hà Thị Lương lên sân khấu trước đi ạ. Dạ vâng, một lần nữa xin trân trọng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn sự quan tâm đặc biệt này. Xin cảm ơn đồng chí Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Công Thương, thành viên ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh. Xin được cảm ơn và cảm ơn đồng chí ạ. Kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con nhân dân, và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy Sông Lô lên tặng hoa chúc mừng, trao thưởng cho xã Hải Lựu vì đã hoàn thành vượt tiến độ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao và tặng quỹ khuyến học cho thôn Hòa Bình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin được kính mời các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Hải Lựu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu lên nhận hoa phần thưởng và quỹ khuyến học. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thank you.
Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Đăng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lên tặng hoa và trao thưởng. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay một lần nữa. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện Sông Lô. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Vâng, có thể nói niềm vui được nhân lên rất nhiều và biết bao niềm tin và kỳ vọng để chúng ta quyết tâm xây dựng làng quê ngày càng đổi mới và thực sự là một miền quê đáng sống. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện Sông Lô. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, xã Hải Lựu là một trong những địa phương được biết đến đó là miền quê hiếu học, có nhiều thế hệ người dân nơi đây trong làng thành đạt và làm rạng danh cho quê hương, cho làng xã của chúng ta. Và trong không khí tưng bừng phấn khởi hôm nay, để động viên phong trào hiếu học của thôn, Ban chỉ đạo làng văn hóa kiểu mẫu huyện đã quyết định trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và danh sách của các em sau đây. Xin được chúc mừng em Đoàn Trần Quang Huy, lớp 4A1, em Đỗ Thị Phương Uyên, lớp 5A2, em Đào Anh Thư, lớp 2A1, em Nguyễn Thị Ngọc Bích, lớp 4A1, em Đỗ Khánh Ngọc, lớp 3A2, em Đỗ Ngọc Huyền, lớp 6A, em Hà Văn Đại Việt, lớp 6A, em La Đường Tuấn Minh, lớp 7A, em Nguyễn Phương Linh, lớp 8A và em Đỗ Duy Hai, lớp 9A. Và để đảm bảo thời gian của chương trình thì ban tổ chức sẽ gửi phần quà đến tận địa chỉ của các em. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc mừng các em. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, và trong suốt thời gian qua thì đã có rất nhiều những tập thể, những cá nhân của xã Hải Lựu, thôn Hòa Bình đã cố gắng, đã nỗ lực để tạo nên những thành tích xuất sắc trong vấn đề xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình. Trong chương trình khánh thành hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô đã quyết định khen thưởng cho một tập thể và 4 hộ gia đình và 7 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Sông Lô xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại xã Hải Lựu. Về tập thể, có một tập thể xin được chúc mừng, đó là nhân dân và cán bộ thôn Hòa Bình. Danh sách 4 hộ gia đình và cá nhân được khen thưởng như sau. 1. Hộ gia đình ông Đỗ Duy Diễn, thôn Hòa Bình. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Hải, thôn Hòa Bình. Hộ gia đình ông Hà Văn Phượng, thôn Hòa Bình. Hộ gia đình ông Dương Văn Giao, thôn Hòa Bình. Và 7 hộ gia đình cá nhân được khen thưởng như sau. 1. Là ông Đỗ Duy Mộc, bí thư chi bộ thôn Hòa Bình. 2. Bà Hà Thị Lương, trưởng thôn Hòa Bình. 3. Là ông Nguyễn Văn Tám, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hòa Bình. 4. Ông Đỗ Văn Chuân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh công an viên thôn Hòa Bình. 5. Bà Lưu Thị Sen, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hòa Bình. 6. Là ông Đào Tiến Học, thôn Hòa Bình. 7. Là Lê Thị Lý, thôn Hòa Bình. Và kính thưa quý vị, cũng để đảm bảo thời gian của chương trình thì trong buổi khánh thành nay, ban tổ chức sẽ không trao tại đây và sẽ gửi giấy khen kèm theo phần thưởng dành cho tập thể và cá nhân ngay sau chương trình để khánh thành được kết thúc. Một lần nữa xin được chúc mừng các tập thể và các cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn và chúc mừng. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hà Thị Lương, trưởng thôn Hòa Bình, đại diện cho nhân dân thôn Hòa Bình lên có đôi lời phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh. Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện Sông Lô long trọng tổ chức cắt băng khánh thành khu thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu. Được sự giới thiệu của ban tổ chức,
lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho toàn thể nhân dân thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu lời chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thôn Hòa Bình nằm ở trung tâm của xã Hải Lựu, có diện tích tự nhiên 37,6 ha, có 207 hộ bằng 923 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền, phát huy truyền thống của quê hương, nhân dân và cán bộ thôn Hòa Bình đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Hệ thống chính trị ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết trong nhân dân được duy trì và phát triển. Các giá trị văn hóa truyền thống của thôn, làng được giữ vững và phát huy. Các hủ tục lạc hậu được bài trừ. Thành tích của nhân dân và cán bộ thôn Hòa Bình là hiện thực của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ. Hội tụ tinh hoa, tích tụ của nhiều thế hệ và sức mạnh của hiện tại, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân Hải Lựu trong những năm qua. Năm 2023, thật vinh dự cho nhân dân và cán bộ thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chọn làm điểm xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Đây là niềm vinh dự lớn đối với nhân dân và cán bộ thôn Hòa Bình. Ngay sau khi được tỉnh, huyện chọn làm điểm xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, cán bộ và nhân dân thôn Hòa Bình dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã với quyết tâm chính trị cao nhất, cán bộ và nhân dân thôn Hòa Bình đã đoàn kết, đồng thuận, hưởng ứng đóng góp bằng đất, bằng tiền, bằng ngày công lao động và các cơ sở vật chất để phối hợp với chủ đầu tư xây dựng các thiết chế được thuận lợi nhất. Cụ thể, tổng diện tích hiện trạng trước khi xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao là 1.500 m2, diện tích cần phải mở rộng để đảm bảo yêu cầu xây dựng khu thiết chế là trên 6.000 m2, còn thiếu 4.500 m2. Liên quan đến 22 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp liền kề, nhân dân trong thôn đã họp bàn đóng góp mỗi hộ bằng 3 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ có đất phải thu hồi bằng 200.000 đồng trên 1 m2. Để xây dựng khu thiết chế, vận động mỗi gia đình đảng viên trong thôn đóng góp thêm 1 triệu đồng và vận động sự ủng hộ của các tập thể cá nhân, những người con của thôn Hòa Bình đang sinh sống, học tập và công tác xa quê. Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, số tiền nhân dân đóng góp ủng hộ bằng 914 triệu đồng. Ngoài ra, nhân dân còn ủng hộ được hơn 40 ghế đá, trồng được 30 cây phân tán và hàng nghìn ngày công lao động. Kết quả 6 tháng triển khai thực hiện xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, đến nay khu thiết chế đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng, đã đánh dấu một bước phát triển mới đối với người dân xã Hải Lựu nói chung và người dân thôn Hòa Bình nói riêng, đồng thời đã đạt 8 trên 14 tiêu chí, 4 năm trên 8 tiêu chí thành phần. Khu trung tâm của làng được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư xây dựng, tạo lên một quần thể khang trang để mọi người dân được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là nơi diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thay mặt cán bộ và nhân dân thôn Hòa Bình, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Sông Lô, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để nhân dân thôn Hòa Bình có một khu trung tâm thiết chế văn hóa đồng bộ như hôm nay. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà hảo tâm đã ủng hộ quỹ khuyến học của thôn Hòa Bình. Mong muốn trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa tới nhân dân thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu. Nhân dân và cán bộ thôn Hòa Bình xin hứa với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo địa phương, sau khi nhận bàn giao khu thiết chế của làng văn hóa kiểu mẫu, cán bộ và nhân dân sẽ phát huy tốt công năng, sử dụng hiệu quả khu trung tâm và các thiết chế văn hóa, thường xuyên bảo dưỡng duy tu, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh, vệ sinh môi trường đảm bảo sáng xanh sạch đẹp.
tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để đến năm 2024 sẽ hoàn thành 14 trên 14 tiêu chí, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo. Cuối cùng, một lần nữa, xin được kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, mạnh khỏe, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn lời phát biểu cảm tưởng của đồng chí trưởng thôn Hòa Bình đã đại diện cho nhân dân Hòa Bình để phát biểu cảm tưởng trong chương trình Khánh Thành hôm nay. Và có thể nói rằng lời cảm tưởng của đồng chí cũng chính là đại diện niềm vui phơi phới của bà con nhân dân nơi đây. Luôn biết ơn tới các cấp lãnh đạo đã quan tâm để chúng ta có được một không gian văn hóa, có được cái thiết chế văn hóa thật sự là tốt đẹp như này. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, để giúp cho các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất chế biến tại thôn Hòa Bình luôn phát triển bền vững theo chuỗi cung ứng. Tại buổi khánh thành hôm nay thì các doanh nghiệp cùng địa phương sẽ ký biên bản ghi nhớ để cùng với nhân dân tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình sản xuất của địa phương. Sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được giới thiệu các đồng chí thường trực huyện ủy, các đồng chí bí thư đảng ủy xã Hải Liệu lên sân khấu để chứng kiến nội dung cam kết doanh nghiệp với địa phương. Và trước tiên xin mời ông Nguyễn Văn Toàn và các nhà doanh nghiệp, xin mời ông Nguyễn Văn Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Trường, mô hình sản xuất chế tác đá mỹ nghệ lên sân khấu. Tiếp theo xin mời bà Lê Thị Nga, tổng giám đốc công ty cổ phần Ong Tam Đảo, và xin chia sẻ với toàn thể quý vị rằng bà tổng giám đốc công ty Ong Tam Đảo cũng đã tặng cho hai gia đình ở xã Hải Liệu mỗi gia đình là 10 đàn ong và hỗ trợ cái kỹ thuật để mà thực hiện nuôi cái đàn ong này. Xin một lần trân trọng cảm ơn bà và mời bà lên sân khấu. Tiếp theo xin mời ông Thế Trường Thành, trưởng ban nông nghiệp miền Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc. Xin mời ông Đào Tiến Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đại diện xã Liên Ký Kết. Xin trân trọng kính mời. Xin mời các ông cần chiều giúp ạ. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đồng chí Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Công thương, đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Đăng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã đồng lên sân khấu để chứng kiến giây phút ký kết của trân trọng kính mời đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lên đồng chứng kiến ký cam kết của các doanh nghiệp và địa phương. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến bản ký kết cam kết của đại diện một số các doanh nghiệp để gắn kết với các chính quyền địa phương và con nông dân nơi đây tại thôn Hải Liệu, vâng, xã Hải Liệu, thôn Hòa Bình. Để chúng ta chắc chắn rồi, một ngày không xa thôi, ngày mai thôi, thì tất cả những cái sản phẩm mà đặc trưng của cái nét văn hóa truyền thống của bà con nhân dân nơi đây sẽ được lan tỏa không chỉ trên địa bàn mà cả trong và ngoài tỉnh nữa. Chúng ta tin tưởng và kỳ vọng như vậy. Vâng, sự ký kết đã có sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo về dự chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Vâng, bản ký kết cũng đã được thực hiện, đã và đang được thực hiện với các điều khoản rất cụ thể, kính thưa quý vị. Điều đó để có sự gắn bó, gắn kết của các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Đó là khâu rất quan trọng để sản phẩm được tiếp tục được lan tỏa. Và cái mục tiêu chính đó là để phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, mời các đồng chí ký kết cùng dành sự bắt tay cho nhau và cùng chúc thực hiện với các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chứng kiến giây phút này. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã chứng kiến ạ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ. Dạ, xin trân trọng cảm ơn ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Bí thư Huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu huyện Sông Lô lên phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí ấm áp, phấn khởi, tự hào, huyện Sông Lô trang trọng tổ chức khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao, làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu. Rất vinh dự cho huyện Sông Lô được đón đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành, các đồng chí bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Sông Lô có các thời kỳ cùng các quý vị khách quý về dự chia vui với Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Sông Lô, xã Hải Liệu và thôn Hòa Bình. Vinh dự và tự hào hơn nữa, huyện Sông Lô đã được đồng chí bí thư tỉnh ủy trao phần thưởng cho đơn vị về đích sớm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, làng văn hóa kiểu mẫu. Đây là niềm vui và là động lực để nhân dân huyện Sông Lô tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tiếp theo. Đồng thời, huyện Sông Lô nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu của tỉnh. Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Các quý vị đại biểu, khách quý đã dành những tình cảm đặc biệt cho huyện Sông Lô. Xin hứa với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, trong thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nghị quyết số 19 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy Sông Lô. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến giây phút rất là quan trọng, đó là giây phút cắt băng khánh thành thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu. Và ngay bây giờ thì ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu thực hiện nghi thức này. Chúng tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tam Dương. Kính mời đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính mời đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính mời đồng chí Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Công Thương, thành viên Ban chỉ đạo phụ trách xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Bí thư Huyện ủy. Kính mời đồng chí Lê Đăng Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Kính mời đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Kính mời đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Liệu. Trân trọng kính mời bác Nguyễn Cố, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Trân trọng kính mời bác Nguyễn Xuân Đài, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Sông Lô. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân chúng ta cùng di chuyển ra khu vực trước tiền sảnh của nhà văn hóa để chúng ta thực hiện nghi lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, toàn thể bà con nhân dân mến, như vậy là chúng ta đang đến giây phút rất quan trọng của khánh thành chương trình khánh thành ngày hôm nay. Các đồng chí đại biểu khách quý đang đứng vị trí trang trọng để đồng thực hiện nghi thức này và bộ phận lễ tân đã sẵn sàng. Và quý vị, đặc biệt các bà con nhân dân, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay và cùng với chúng tôi đếm ngược thời gian ghi nhớ này. Khánh thành thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu, huyện Sông Lô.
xin phép được đếm ngược thời gian. 5, 4, 3, 2, 2 rồi kính thưa quý vị ơi, 1. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để trọng cảm ơn lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các đại biểu khách quý đã đồng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn Hòa Bình. Hãy dành một tràng pháo tay để trân trọng cảm ơn các đồng chí. Và ngay sau trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý và con nhân dân cùng tham quan các gian trưng bày sản vật địa phương, những gian trưng bày sản nông nghiệp làng ống gian sông Lô. Xin trân trọng kính mời. Và ngay sau phần cắt băng khánh thành và tham quan các gian trưng bày sản phẩm, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý bà con nhân dân, chúng ta sẽ cùng chung vui dự bữa tiệc chung vui với toàn thể bà con nhân dân thôn Hòa Bình, xã Hải Liệu. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Vâng, có thể với những con 1 không gian văn hóa ngập tràn những sắc màu, ở đó thể hiện rất rõ cái niềm tin của toàn thể nhân dân chúng ta vào những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của và với người dân. Để niềm vui phơi phới chúng ta được thụ hưởng một cái không gian văn hóa thực sự là đáng sống như thế này, nơi miền quê, và chúng ta thật tự hào về đất và người sông Lô. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và với khánh thành văn hóa thôn Hòa Bình thì chắc chắn rồi, từ giờ cho đến mãi mãi về sau thì đây chính là một cái địa chỉ, là địa chỉ để toàn thể bà con nhân dân ở trong thôn chúng ta, ở trên địa bàn chúng ta sẽ được thể hiện những không gian văn hóa, được cùng nhau đoàn kết, sẻ chia những cái cách thức làm ăn để phát triển kinh tế gia đình và phát triển quê hương. Và ở nơi đây, cũng chính nơi đây, cũng sẽ thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đó là những điều mà để nâng lên cái sống văn hóa, tinh thần người dân chúng ta.